Vợ chồng nhạc sĩ Văn Phụng ghen ga Châu Hà và câu chuyện tình trắc trở đầy sóng gió. Nhạc sĩ Văn Phụng là một trong những nhạc sĩ thời kỳ đầu của tân nhạc Việt Nam, cũng là nhạc sĩ hòa âm nổi tiếng nhất của Sài Gòn trước năm 1975. Thời kỳ chỉ nhựa thịnh hành trong thập niên 1960, nhạc sĩ Văn Phụng cũng là người hòa âm nhiều nhất thời đó. Cùng với các nhạc sĩ hòa âm nổi tiếng khác như Nghiêm Phú Phi, Lê Văn Thiện, Y Văn, ông cũng là tác giả của những ca khúc nổi tiếng như Trăng Sơn Cước, Bức Họa Đồng Quê, Yêu, Tình, Ô Mê Ly, Suối Tóc và đặc biệt là Tôi Đi Giữa Hoàng Hôn. Hoàn cảnh sáng tác của ca khúc này gắn liền với chuyện tình trắc trở và nhiều sóng gió của nhạc sĩ Văn Phụng và nữ danh ca Châu Hà. Họ yêu nhau từ thuở thanh xuân đến khi tóc gần điểm bạc mới chính thức trở thành vợ chồng. Nhạc sĩ Văn Phụng sinh năm 1930 ở Hà Nội và ông gắn bó với vùng đất này 24 năm. Trước khi di cư vào Nam, thời gian này ông có gặp gỡ và yêu người con gái đất cảng, sau này là ca sĩ nổi tiếng Châu Hà. Nói về ca sĩ Châu Hà, trong làng nhạc miền Nam trước năm 1975, Châu Hà là một trong những danh ca tiêu biểu, có giọng hát, thiên phú được đánh giá là có kỹ thuật, thượng thặng, chuẩn mực, chuyên trình diễn những bài ca, đòi hỏi trình độ cao về nhạc thuật. Danh ca Châu Hà tên thật là Trần Thị Hồng Tâm, sinh năm 1935 trong một gia đình trí thức khá giả ở Hải Phòng. Từ nhỏ khi mới 5 tuổi, vì ở nhà có máy phát nhạc loại đĩa đá, bà tự mở nghe nhạc suốt ngày, đến nỗi thu hết nhạc của các ca sĩ Pháp lừng danh, đặc biệt là Tony Rossi. Sau đó bà được cho đi học nhạc, tuy nhiên không được gia đình khuyến khích để trở thành ca sĩ. Bà cho biết là chỉ được đi học đàn, còn giọng hát thì hoàn toàn là trời cho, không được qua bất kỳ trường lớp nào. Bà chỉ tự rèn luyện qua các dĩ nhạc nước ngoài. Sau này khi được nhận vào hát ở đài phát thanh, bà không dùng tên thật vì sợ gia đình biết, mà tự chọn cho mình nghệ danh Châu Hà. Năm 1952, Châu Hà lần đầu gặp nhạc sĩ Văn Phụng, khi đó bà chưa tròn 18 tuổi, và đó là lần gặp gỡ trên mệnh. Ca sĩ Châu Hà kể lại, lần đầu gặp Văn Phụng, ngày xưa ở Hải Phòng, ba của anh Phụng mướn nhà của ba tôi. Một hôm anh Phụng đến thăm ông cụ, lúc đó tôi ngồi ở trên lầu vừa hong tóc, vừa chào đàn. Anh ấy nghe thấy tiếng đàn piano ở trên lầu, mới tò mò bước lên cầu thang và đứng ở ngưỡng cửa. Tôi đang dạo đàn thì trông thấy bóng người đứng ở ngưỡng cửa. Tôi quay ra thì ra là một chàng trai không quen biết. Anh ấy cúi đầu chào và tự giới thiệu: tôi là Văn Phụng, tôi đến thăm thầy tôi ở dưới nhà mà tôi nghe thấy tiếng đàn ở trên này. Tôi đành bảo lên đây để làm quen, thì ra cô đang đánh đàn. Anh ấy nhìn tôi kỹ hơn, khi thấy tóc tôi dài chấm đứt thì anh ấy buộc miệng nói: xuôi tóc. Trong phút giây gặp gỡ trên mệnh đó, nhạc sĩ Văn Phụng bị mất hồn bởi xuôi tóc tơ dài như nhung của người con gái lần đầu tiên gặp mặt, và ông đã sáng tác ngay ca khúc mang tên Xuôi Tóc để kỷ niệm cho lần gặp gỡ. Sau lần gặp gỡ đó, dù đã phải lòng nhau nhưng tình cảm của Văn Phụng và Châu Hà không thể tiến xa được cùng nhau, chủ yếu là do gia đình của bà danh giá nên quyết liệt phản đối một chàng trẻ là nghệ sĩ, vì quan niệm cũ xứng ca vô lại vẫn còn hằng sâu trong xã hội đương thời. Thời gian sau đó, Châu Hà lấy chồng rồi vào Nam, và dàn nhạc sĩ Văn Phụng cũng cưới vợ theo ý muốn của gia đình. Mối tình nghệ sĩ đó tưởng như khép lại vĩnh viễn. Năm 1954, nhạc sĩ Văn Phụng di cư vào Nam, trở thành nhạc trưởng của đài phát thanh quân đội và phụ trách chương trình ca nhạc trên đài phát thanh Sài Gòn. Cũng tại đây, vào năm 1955, Văn Phụng gặp lại Châu Hà, vốn trước đó cùng đã di cư vào Nam cùng gia đình, rồi trở thành một trong những ca sĩ hợp tác thường xuyên trên đài phát thanh. Chính Văn Phụng là người đề nghị kết hợp ba giọng hát thượng thặng thành bộ ba Châu Hà, Kim Tước, Mộc Lan, sau đó trở thành ban tam ca Kim Mộc Châu, nổi tiếng khắp miền Nam, đã hợp tác với nhau một thời gian rất dài trong các chương trình phát thanh và sau đó là truyền hình. Ba giọng hát Kim Tước, Mộc Lan, Châu Hà có sắc thái khác nhau nhưng kết hợp với nhau vô cùng ăn ý và đồng điệu. Danh ca Châu Hà cho biết họ gắn bó với nhau như chị em ruột, trình diễn cùng nhau trong các bản nhạc cho chính Văn Phụng biết hòa âm để phát trên đài phát thanh. Thời gian đó Châu Hà hát mỗi ngày 8 tiếng trên đài phát thanh trong các ban nhạc của Văn Phụng, Nguyễn Hiền, Hoàng Trọng, Võ Đức Tiến, Võ Đức Thu, Xuân Lôi, Xuân Tiên. Tại Sài Gòn, Văn Phụng và Châu Hà cũng muốn nói lại tình xưa nghĩa cũ, bất chấp hoàn cảnh gia đình và những lời dị nghị xã hội, để đến với nhau, để vượt qua những rào cản to lớn đó. Họ phải chờ đến 8 năm kể từ sau ngày gặp lại, để rồi cuối cùng Văn Phụng, Châu Hà
cũng trở thành đôi bạn đời vào năm 1963. Đó cũng là thời gian mà nhạc sĩ Văn Phụng đã sáng tác rất nhiều bài tình ca tặng cho danh ca Châu Hà. Ngoài bài Suối Tóc đã được sáng tác trước đó 10 năm, thì sau này còn có thêm các ca khúc bất tử là Tiếng Dương Cầm, Tôi Đi Giữa Hoàng Hôn, Yêu Và Mơ, Yêu, Tình, Tiếng Hát Với Cung Đèn. Theo lời kể của những người trong giới văn nghệ, thì dù sống với nhau giữa đất Sài Gòn, nhưng Văn Phụng và Châu Hà vẫn giữ thói quen và sinh hoạt của người Bắc. Hai vợ chồng luôn tương kính như tân, khiến cho ai gặp một lần cũng ngưỡng mộ. Khi đã lớn tuổi, họ vẫn giữ cách nói chuyện của người Bắc xưa. Hai vợ chồng trân trọng nhau như khách quý. Đây không phải là cách cư xử xã giao, mà là sự văn minh, hiểu biết của một cặp vợ chồng nghệ sĩ, luôn yêu thương và giúp đỡ nhau suốt bao nhiêu năm. Tôi có một thời gian làm việc với nhạc sĩ Văn Phụng. Lúc đó tôi còn bé lắm, đi trên đài phát thanh thì tôi thấy anh Văn Phụng và chị Châu Hà, hai bên đã có gia đình, nhưng họ có ánh mắt nhìn nhau đắm đuối, là mình biết họ có tình yêu với nhau. Giữa anh chị em nghệ sĩ, người nào cũng thông cảm cho mối tình này. Sau vài năm, hai bên mới có thể đi đến cuộc sống hạnh phúc. Lúc đó tôi làm việc với anh Văn Phụng trong một cuốn phim. Mỗi lần đi quay, tôi thấy hai anh chị dắt thêm một bé gái chừng 5-6 tuổi mà hai người cưng lắm. Đó là kết quả cuộc tình qua nhiều tháng năm gian truân, chờ đợi, yêu nhau và cuối cùng được sống với nhau. Anh Văn Phụng là người rất đẹp trai, thân thiện. Lần nào đi cùng đoàn cũng pha trò rất vui để mọi người cười. Sau năm 1975, gia đình Văn Phụng Châu Hà có chuyến vượt biển bão táp, để cuối cùng được định cư tại Virginia, Hoa Kỳ. Họ chung sống với nhau hạnh phúc cho đến khi nhạc sĩ Văn Phụng ra đi vào năm 1999. Trước khi qua đời, Văn Phụng biết là ông sắp ra đi nên viết ra ba ca khúc gửi lại vợ là Vĩnh Biệt Châu Hà, Em Ở Lại và Anh Ra Đi. Trên bia mộ của chồng, danh ca Châu Hà đã khắc tên bài hát nổi tiếng là Tiếng Hát Với Cung Đèn, với ý nghĩa là tiếng hát Châu Hà cùng với cung đèn Văn Phụng, đồng thời cùng khắc tên của chính mình lên bia mộ. Lúc đó nhiều người đã nói với bà đó là điềm gỡ, nhưng bà mặc kệ, nói rằng nếu thật là điềm gỡ thì lại là niềm may mắn đối với bà, vì bà cũng muốn sớm được đi theo chồng. Trong vòng 10 năm sau đó, Châu Hà không đi đâu, chỉ ở nhà trong niềm nhớ thương, mất đi người chồng yêu dấu, cuộc đời của bà như không còn ý nghĩa. Tuy nhiên thời gian sau đó, nhờ lời khuyên của cha xứ, Châu Hà mới nhận ra rằng mình cần tiếp tục sống cuộc đời của mình. Và gọi Vĩnh Hằng, người chồng quá cố cũng không thể vui nếu biết vợ của mình phải chịu nhiều đau khổ như vậy suốt 10 năm. Từ đó đến nay, dù vẫn luôn sẵn sàng cho một ngày được tái ngộ cùng với chồng, nhưng Châu Hà đã biết tận hưởng niềm vui tuổi già và vui vầy bên con cháu.